đến với chương trình cứ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Không phải riêng các bạn, chính Việt Hương cũng muốn xem lại hình ảnh của mình. Và nhớ là 21:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 sẽ thấy MC Việt Hương cùng với Và không biết có phải là bệnh nghề nghiệp, sau một thời gian làm MC tập trung nhìn hình, bây giờ ra ngoài đường thấy gì Việt Hương cũng ráng tập trung nhìn và coi có gì thay đổi. Có đôi lúc một con ruồi bay qua, Việt Hương biết được đâu là ruồi đực, đâu là ruồi cái và đâu là con ruồi bạn của Việt Hương. Khủng khiếp chưa quý vị? Cho nên mình hãy tự tin vào cặp mắt của mình. Đến với bạn sẽ thử coi cặp mắt của mình còn tinh nhạy hay không, tai của mình còn nhạy bén hay không, và nội lực của mình còn đủ áp lực cho MC Việt Hương im lặng để cho bạn nói hay không. Bây giờ mời các bạn chào đón 6 người chơi. Chào đón 6 bạn. 6 bạn tươi quá, chiều cao ngang nhau. Mời Tường Huy. Xin chào các bạn và MC Việt Hương. Mình tên là Tường Huy. Hiện mình đang là phóng viên của một trang tin điện tử. Và mình có sở thích đặc biệt đó là đi phượt đến các miền đất mới. Phóng viên cho nên giọng nói rất dầm, càng hơn Việt Hương luôn. Bạn sẽ là người nhìn thấy rõ nhất, tại vì bạn là phóng viên thì nghiên cứu sẽ rất rõ ràng từng chi tiết, từng nhân vật hơn. Hy vọng ngày hôm nay bạn sẽ với chúng tôi. Mời Chiêu Ngân. Chào quý vị khán giả, em là Chiêu Ngân. Em hiện đang là phóng viên của một trang tin cho giới trẻ. Sở thích của em là ăn hủ. Vậy là hôm nay chương trình này với mình rồi. Tạo bất ngờ cho Việt Hương đó là trên đây chưa gì hết là thấy hai phóng viên rồi. Phóng viên người nào cũng tin tưởng hết. Và Việt Hương hy vọng hôm nay bạn và khi thật nhiều, bạn về bạn sẽ ăn ngủ thật đã luôn, theo như sở thích của bạn. Mời Trọng Nghĩa. Chào chị Việt Hương và chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Trọng Nghĩa và tôi cũng là phóng viên. Trước đây em làm bên báo Tiền Phong, nhưng bây giờ em chuyên về, em có một cái thương hiệu thời trang và em kinh doanh thời trang luôn. Vậy hả? Cảm ơn Trọng Nghĩa. Mời Huyền Thương. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Việt Hương. Em tên là Huyền Thương và em cũng làm công việc giống như là ba bạn kia, cũng làm phóng viên. Nhưng mà ước mơ hiện tại ngay lúc này của em đó là được làm MC thay cho chị Việt Hương. Bởi vì ngày hôm nay em cố tình mặc áo đen cho giống chị để chặt chém chị. Cổ cũng có vào mặt chặt Ngọc luôn. Trai chị ơi, mấy tỷ đó. Hiện giờ trên đây là 4 bạn phóng viên rồi. Hai bạn đầu rất hiền lành, công cách thức từ từ để tấn công Việt Hương. Hai bạn kia thì mở màn ra tấn công liền, và từ từ Việt Hương mới tiêu diệt. Và bây giờ đợi kế bên là Tuấn Vũ. Chào tất cả mọi người và chào chị sáu bảnh Việt Hương. Thì em tên là Tuấn Vũ, em làm báo chí. Hiện tại là em là một phóng viên một tờ báo tuổi tin. Thì hôm nay rất là vui khi mà đứng cùng các anh chị ở đây, mà chắc chắn là em là nhỏ nhất rồi thôi. Cái gì anh chị thông cảm cho em vô vòng trong nha. Em đừng nói tuổi, anh lại sợ. Hơi tự ái. Thì chương trình này không có sự sinh rõ em à. Khi màn hình chiếu lên là không ai kể như nhỏ lớn gì cũng như nhau. Thương em nha chị. đừng chặt em nha. Và mời bạn Ngọc Linh. Xin chào chị Việt Hương và các bạn. Em tên là Võ Ngọc Linh. Hiện em này cũng làm phóng viên mảng văn hóa. Em vừa đón sinh thần cách đây vài ngày, nên là tuổi chất chồng lên tuổi. Hy vọng là cái lần này thì em sẽ tinh mắt để có thể nhìn ra được nhiều điểm và ghi được thật là nhiều điểm. Hy vọng Ngọc Linh sẽ rất nhiều. Và hôm nay đặc biệt chương trình để tạo cho Việt Hương tại vì sao? 6 bạn trên đó đều là phóng viên. Hiện giờ áp lực của bạn không bằng Việt Hương đâu. Vì bạn cứ nghĩ đi, một đối một, mình phỏng vấn một người mình đã hơi hồi hộp. Và hôm nay 6 bạn đang soi mình. Cái anh mà có cái giọng nói rất là đặc biệt trước đi, anh Trọng Nghĩa có cái gì tặng cho Việt Hương không để Việt Hương bớt căng thẳng với bạn không? Bây giờ bắt anh hát ru đi chị. Đúng rồi, anh này có gia đình rồi. Vậy thì sẵn sàng múa cho anh luôn, anh yên tâm. Cứ hát về đi. Năm người múa đi để đỡ ngủ được không? Ok luôn. Anh làm sao mà mắt đứa nào nó cũng mở to là hiểu là lời ru anh như thế nào đó anh. Em hát một bài dân ca Bắc Bộ. Bèo dạt mây trôi trốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi. Bèo dạt chưa buồn ngủ, chưa buồn ngủ. Mây trôi chim xa tàng tính tình ca.
Trọng Nghĩa có nói với Việt Hương là đây là một câu hát của dân ca Bắc Bộ. Thì Việt Hương là người Nam Bộ, cho nên Việt Hương sẽ có một cái câu hát đối đáp lại với bạn Nam Bộ đi. Vì Việt Hương cũng có con và Việt Hương cũng ru như bạn. Và hy vọng là con thức cũng để coi coi ai hát hay như vậy và trật tự đi ngủ. Trồng trầu trồng lộn dây tiêu, con mà hát được con mà hát được là điều mẹ mong. Đủ hết rồi chưa? Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng và vui vẻ như thế này, chúng ta chuẩn bị bước vào vòng 1 của à ha được không ạ? Nhưng thật bình tĩnh, trước khi mình chơi mình phải biết luật chơi đúng không? Và đây là luật của vòng 1. 6 bạn chơi, 3 bạn thắng, 3 bạn về. Đó. 3 bạn thắng bắt buộc phải trả lời được 2 câu hỏi đúng của chương trình. Nhớ nha. Vòng 1, 1 câu trả lời của bạn đúng tương ứng với số tiền thưởng là 1 triệu đồng. Các bạn đã nắm luật chưa? Được rồi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mời các bạn vào vòng 1 của A Ha. Những nụ cười tự tin nhìn lên màn hình đến với thử thách đầu tiên của chương trình. Chúng ta tìm sự thay đổi của đoạn phim. Mời bạn Chiêu Ngân. Cái tay áo của cái cô mà áo màu đỏ có bị thu ngắn lại. À, cắt áo đi cho nó mát phải không? Và đúng hay sai Chiêu Ngân? Tường Huy. Em thấy được bên cái mép bên này, ngay chỗ mé xong á, nó có một cái tảng đá cái nó hiện lên. Nó che là bên trái của bạn ạ. Bên trái à? Bên trái có một cái tảng đá hiện lên. Và hy vọng là ai đã đặt cái tảng đá đó cho Tường Huy phải không các bạn? Đúng hay sai? À ha. À ha. Rất dễ thương phải không ạ? À ha, rất dễ nha. Và chúng ta xem lại đáp án. Đúng vậy. Có hay gì thôi. Áp lực quá, áp lực quá. Quá rõ ràng, nhưng mà lúc đó mình lo nhìn nhiều thứ quá cho nên mình không nhận ra được. Cho nên các bạn lấy đó là kinh nghiệm của mình và bước đến thử thách kế tiếp của chúng tôi. Chúng ta tìm sự thay đổi của bức hình. Mời bạn Tuấn Vũ. Em thấy ở góc bên phải có cửa sổ nó biến mất thì phải. Góc cửa sổ bên phải biến mất. Bên đây nè chị. Đúng hay sai Tuấn Vũ? Của bạn rất dễ thương đúng không ạ? Hết một cái. Và chúng ta xem lại đáp án. Bây giờ hai bạn nam đã có điểm rồi, ba bạn nữ cố lên, cẩn thận nha. Chúng ta đến với thử thách kế tiếp. Tìm sự khác biệt giữa hai bức hình. Mời Tuấn Vũ. Có cái điểm nó biến mất. Điểm biến mất ở giữa cái cây cầu đó. Ở giữa cây cầu, trên hay dưới? Ở phía dưới mép cầu. Đúng hay sai? Đúng vậy. Và Tuấn Vũ là người đầu tiên bước vào vòng 2 một cách hiên ngang. Các bạn hãy cẩn thận, đặc biệt Trọng Nghĩa, tập trung chuyên môn, đừng lo hát ru nữa nha. Và bây giờ chúng ta xem lại đáp án, coi cái điểm gì ở dưới gầm cầu đã biến mất. Trời ơi,
Đúng vậy, tất cả các cái bao màu đỏ đã biến mất, bạn rất là tinh mắt. Hay quá, mà mất rất nhiều đúng không ạ? Ba bạn nữ, Ngọc Linh, sao cái mặt buồn hiu vậy? Thật ra đến đây để đẹp thôi, để đẹp lên hình. Huyền Thương cũng như Chiêu Ngân cố lên nha. Và chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Hình ẩn dấu trong những mảnh ghép. Tường Huy. Dạ, thưa trời, em đó là con công mà. Con công? Bởi vậy em nhìn thấy mấy cái đuôi của nó, chỉ có đuôi như vậy con là con công thôi. Vậy hả? Và hy vọng là con công. Còn bạn kế bên, bạn có đoán được con gì không ạ? Dạ được ạ, à, em bấm không kịp. À được, mà bấm không kịp. Bây giờ con công đúng hay sai? Tường Huy. Tường Huy. Tường Huy. Tường Huy. Bạn cũng là người thứ nhì bước vào vòng 2 một cách thiên nhiên. Và bây giờ chúng ta xem lại đáp án. Đúng vậy, còn công phải không ạ? Quá đúng. Bốn gương mặt căng thẳng. Hiện giờ hai bạn kia sẽ nhường quyền tuyệt đối cho bốn bạn còn lại. Hai bạn ấy sẽ không bấm chuông nữa để nhường cho các bạn. Chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Và chúng ta tìm sự khác biệt giữa hai bức hình. Mời bạn Ngọc Linh. À, em thấy cái cây ở chính giữa biến mất. Cây ở chính giữa biến mất, đúng hay sai? Sorry. Đúng rồi. Nó vẫn chậm quá. Ngọc Linh ơi. Mời bạn. Dạ em thấy cái cục đá ở phía bên tay trái của em biến mất. Đá bên tay trái của Chiều Ngân biến mất, và đúng hay sai? Một giọng nữ đầu tiên, bạn có thể kêu to lên cho tôi nghe. Đúng vậy. Rất là vui. Chúng ta xem lại đáp án của chương trình. Đúng vậy hả bạn? Xuất hiện một cục đá, đúng không ạ? Và bây giờ không phải căng thẳng, Huyền Thương thật bình tĩnh bước tới thử thách kế tiếp của chúng tôi. Sao nhanh thế? Nhanh thế. Hình con gấu ạ. Hả? Chiêu Ngân, tôi chưa kịp nói gì là bà đã biết là con gấu rồi. Và bây giờ con gấu đúng hay sai? Chúng ta giải lao trong ít phút. Chào mừng các bạn trở lại với vòng 1. Và Việt Hương có nghe các bạn trẻ bây giờ hay dùng cái từ gấu cho vợ của mình. Trọng Nghĩa có bao giờ ở nhà kêu vợ mình là gấu không? À, không, kêu con thôi. Kêu gấu hả? Rất dễ thương phải không ạ? Và con cũng thích gấu. Bạn Chiêu Ngân có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa có gia đình. Em cũng chưa có gấu luôn ạ. Chưa có gấu luôn đúng không ạ? Và hôm nay Việt Hương mong là cái con gấu này đem điểm lại cho bạn nha. Nếu con gấu đem điểm cho bạn, có nghĩa bạn nắm tay hai bạn nam kia bước vào vòng 2. Và gấu ơi, đúng hay sai gấu ơi? Trời ơi, bắt tay em trước đi. Đúng vậy. Và chúng ta xem lại đáp án của chương trình coi có phải là con gấu không ạ? Nó ra cái là con gấu rồi. Tại là con gấu. Ấn kịp, ấn kịp, ấn kịp. Đúng vậy. Đừng buồn, đừng buồn. Đây là kinh nghiệm cho Trọng Nghĩa, Huyền Thương cũng như Ngọc Linh. Và điều đặc biệt ở chương trình này là lần đầu tiên ba bạn kia có điểm và ba bạn hoàn toàn không có điểm ra về. Xin chào và hẹn gặp lại ba bạn. Bây giờ Việt Hương xin chúc mừng Tường Vi, Chiêu Ngân và Tuấn Vũ đã bước vào vòng 2 của A-ha. Chào đón ba nụ cười rạng rỡ đến với vòng 2 của A-ha. Ba bạn thân mến, bước vào vòng 2, đây là luật của vòng 2. Có 3 bạn chơi, một bạn trả lời đúng 3 câu hỏi đầu tiên bước vào vòng đặc biệt. Nếu bạn muốn không thì bạn lãnh tròn số tiền đó ra về. Ở vòng 2, mỗi một câu trả lời của các bạn tương ứng với 1 triệu rưỡi.
Khi số tiền nâng cao có nghĩa chương trình chúng tôi sẽ cho đề khó lên một tí. Nhưng không sao, tự tin lên. Và các bạn đã sẵn sàng với vòng 2 của chúng tôi chưa? Sẵn sàng. Yếu quá, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trời ơi, dữ dội, mời bước vô thử thách đầu tiên của vòng 2. Tìm sự thay đổi của bức hình. Em thấy ở trên bức tường bên phải có cái mấy cái ô ô á, nó đầu tiên là không có, lúc sau lại xuất hiện lên. Dạ, bức tường có cái ô ô ô có hay không, đúng hay sai? Đúng vậy. Chúng ta xem lại đáp án của chương trình. Đúng vậy bạn à, đó là ô thông gió. Đúng à, cái ô thông gió trong nhà mình nó mát. À, bạn nữ, cố lên nha. Chiêu Ngân tới với thử thách kế tiếp. Mời bạn sự thay đổi của đoạn phim. Mời Tường Huy. Dạ, có một cái thuyền dưới chân cầu nó hiện lên ạ. Có thêm một cái thuyền ở dưới chân cầu. Có hay không chiếc thuyền cho bạn Tường Huy? Tường Huy đã ghi được một điểm. Hiện giờ áp lực đang rất căng thẳng cho Chiêu Ngân. Tại hai bạn nam kèm hai bên đều có điểm hết. Trước khi chắc chắn số điểm đó, chúng ta coi lại đáp án của chương trình. Đúng vậy, thấy một chiếc thuyền đúng không ạ? Chiếc thuyền nhỏ nhỏ dưới chân cầu, rõ ràng hả bạn ha. Bây giờ chúng ta đến với thử thách kế tiếp. Hình ẩn giấu trong những mảnh ghép. Mời Tuấn Vũ. Dạ, em thấy là cái mảnh ghép này hình như có cái mắt lồi lồi màu đỏ đỏ, là giống con tắc kè thì phải. Và con tắc kè, Tuấn Vũ ơi, đúng hay sai? Mời bạn Tường Huy. Dạ, em thấy đó giống như là một con nhái hơn ạ. Con nhái, và con nhái đúng hay sai? Đúng vậy. Bạn đã ghi được 2 điểm. Thật cẩn thận, thật cẩn thận nha bạn. Trước khi đến với thử thách kế tiếp, chúng ta xem lại đáp án coi có phải con nhái không ạ. Vậy đẹp quá bạn hả? Con nhái màu xanh. Em bấm không kịp. Nhưng mà bạn cũng đúng đó bạn. Tại Hương theo nghĩ, Hương cũng nghĩ là con tắc kè, là cái mắt nó đỏ đỏ. Mà da nó màu xanh. Màu vàng, màu xanh, mình sẽ nghĩ là con tắc kè đúng không? Cho nên phải định hình thật kỹ và ghép mảnh hình vô liền. Chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Và tìm sự thay đổi của bức hình. Mời bạn Chiêu Ngân. Em thấy hình như là phía bên tay phải của em là nó bị mất hình đi phải, hình như là bị mất đi núi, nó bị mất đi phải. Phía bên tay phải mất đi núi, và chiếc núi đó có được ai dời non lấp núi không? Đúng hay sai Chiêu Ngân? Sai rồi Ngân ơi. Và hai bạn kia có đáp án không ạ? Tuấn Vũ. Chắc là 50-50 vậy. Tại vì em có cái điểm đó, em thấy là chú rể là có cái caravat màu đỏ, hình như là nó biến mất hay thay đổi gì đó. Cuối cùng là caravat màu đỏ làm sao? Thay đổi. Và chúng ta coi chú rể có đổi caravat cho điểm của Tuấn Vũ không? Đúng hay sai? Và là... Và chúng ta coi lại đáp án. Đổi rõ ràng lắm bạn. Đỏ sang màu đen đúng không ạ? Nhưng mà lúc đó mình sẽ không có cảm giác là đổi qua màu gì, mình chỉ biết là đổi thôi ha. Và lấy điểm cho Tuấn Vũ. Chiêu Ngân,
Ở vòng này bạn phải cố gắng nha, thật bình tĩnh, không cần áp lực hai chàng trai và tập trung nhìn lên màn hình để coi thử thách kế tiếp của chúng tôi. Chúng ta tìm hình ẩn dấu. Mời Chiêu Ngân. Con gì có sừng? Con hưu. Con gì có sừng, nghe dễ thương không? À, và cuối cùng là con hưu phải không ạ? Và con hưu có đem lại cho bạn nữ của chúng ta điểm hay không, đúng hay sai? Vào đây luôn. Chúng ta xem lại coi con hưu hay không. Đúng vậy, con hưu bạn à. Một con hưu rất rõ ràng. Và bây giờ rất căng thẳng. Hai bạn quá. Nam đã có điểm hết hai điểm rồi. Chỉ cần một trong hai bạn đó có điểm thôi là Chiêu Ngân đã bị thua. Nhớ nha, cố lên nha bạn. Đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Tìm sự khác biệt giữa hai bức hình. Mời bạn Tường Huy. Có một ngọn núi biến mất ạ. Có một ngọn núi biến mất ở đâu? Ở ngay giữa bức hình ạ. Ngay giữa màn hình có một ngọn núi biến mất. Lại một lần nữa dời non lấp núi, đúng hay sai? Vỗ tay rất to, bạn có đáp án không ạ? Dạ không, em đang tìm nữa. Chiêu Ngân. Dạ, xem lại lần nữa. Xem lại một lần nữa. Ít số tiền của mình, bạn xem một đoạn phim hoặc một bức hình, bạn phải tìm ra được ba sự thay đổi hoặc ba điều khác biệt. Ba chứ không phải một nghe Tuấn Vũ. Trong lần xem thứ nhất, tìm được ba điều đó, số tiền nhân lên 10 lần là 65 triệu đồng. Nếu lần thứ hai mới tìm được, nhân lên 6 là 39 triệu. Lần thứ ba mới tìm được thì số tiền nhân lên gấp đôi đã là 13 triệu. Nhưng hãy bình tĩnh, bạn không cần phải chơi với chúng tôi hết số tiền cá cược là 6,5 triệu. Bạn có thể trích ra một ít, thấp nhất là 2 triệu. Và nếu bạn có 3 lần xem mà vẫn không kiếm được, bạn chỉ mất số tiền bạn đặt cược là 2 triệu mà thôi, vẫn đem về được 4,5 triệu. Và bây giờ sau khi chúng tôi đã đọc luật rõ ràng, bạn có quyết định vào vòng đặc biệt hay không, Tuấn Vũ? Ok, em sẽ quyết định đối mặt với chị Hương trong vòng đặc biệt. Mời bạn vào vòng đặc biệt của A-ha. Bây giờ Tuấn Vũ có thật tự tin chưa? 50-50. Vậy thì bạn có đặt cược với chúng tôi là 50-50 không hay là bao nhiêu ạ? Em đặt tối thiểu. Tối thiểu là? 2 triệu. 2 triệu đồng. Và bạn hãy nhớ là lần đầu xem trả lời được
ba điều khác biệt, nhưng lên gấp 10 nha. Nhớ nha, thật bình tĩnh, thư giãn, nhìn Việt Hương cái nè, vui không? Vui, vui nhưng mà em vẫn còn rung lắm. Đừng có rung, rung là bạn sẽ không xem được. Tự tin lên, mời bạn đến với thử thách ở vòng đặc biệt. Hết giờ. Dạ, em thấy ở dưới cát có một cái món đồ chơi bị mất đi ở phía phần dưới, mép dưới. Mép dưới, ngay chỗ khúc cát có các dạ. cháu chơi là có một món có đồ chơi, một món đồ chơi bị mất đi. Và món đồ chơi đó có bị mất đi không? Đúng hay sai? Đúng vậy, bạn đã kiếm được một điểm rồi. Ráng, cố gắng nhớ lại điểm thứ hai. Có một cái xô bị đổi màu. Cái xô bị đổi màu. Và bạn chắc là cái xô bị đổi màu chưa? 70%. 70%. Bạn chốt với mình đúng không? Dạ vâng. Và cái xô bị đổi màu đúng hay sai? Sai rồi. Bây giờ bạn có muốn xem lần thứ hai không ạ? Và bây giờ số tiền bạn chỉ được nhân lên 6 thôi nha. Em muốn xem lại lần nữa. Mời bạn xem lần 2 của vòng đặc biệt. Hết giờ. Cái món đồ chơi trên tay thằng bé trai mặc áo trắng á, nó bị thay đổi. Thay đổi lần sao em? Hình như là nó bị chuyển màu. Và món đồ chơi trên tay của bé trai bằng áo trắng chuyển màu đúng hay sai? Vũ ơi, bốn con mắt lặng đó Vũ ơi. Không đúng rồi. Bây giờ bạn phải coi lần thứ ba. Và coi lần thứ ba thì số tiền chỉ nhân đôi thôi nha. Mời bạn xem lần thứ ba trong vòng đặc biệt của A-ha. Hết giờ. Ở cái lùm cây em thấy nó dày lên một chút. Lùm cây dày lên có nghĩa là mọc lên thêm hả các bạn? Dạ yeah. Và lùm cây có mọc lên thêm, dày lên thêm cho Tuấn Vũ hay không? Đúng hay sai? Đã sai rồi các bạn ơi. Chia buồn với Tuấn Vũ. Nhưng không sao, bạn chỉ thua cái tiền bạn đặt cược là 2 triệu mà thôi. Bạn hãy tươi cười lên nào. Bạn vẫn đem về 4 triệu rưỡi. Dạ, cảm ơn chị Việt Hương. Mời bạn ra đây chúng ta cùng nhau xem đáp án. Và nắm chặt tay tôi đừng rung nha. Nhìn lên màn hình và bớt rung xem rồi lại à. Đáp án. Đúng vậy, đồ chơi em nói. Đó, đã biến mất. Cái xô bên đây xuất hiện ra. Và tảng đá, lùm cây đã biến đổi với nhau, thấy chưa? Dạ. Đó, lùm cây, đó, thấy rõ chưa? Đúng vậy. Trong một lúc mình chỉ có thể kiếm ra một món và hai món thôi. Cho nên đây mới là vòng đặc biệt. Và số tiền của bạn nhân lên gấp 10. Bạn nên nhớ là phải khó chút xíu. Bạn đã rất giỏi, đã tìm ra được một điểm trong chương trình của chúng tôi. Và bạn vẫn đem về số tiền tưởng là 4 triệu rưỡi. Xin cảm ơn bạn, chúc bạn lúc nào cũng thành công. Đến với chương trình thì được gặp chị Việt Hương là một điều rất là vui của em rồi. Và của chúng tôi sẽ phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Bạn hãy tự tin vào cặp mắt của mình. Và nếu quá tự tin rồi, đăng ký bằng cách gửi về hòm thư địa chỉ amoc.com.vn. Và bây giờ hai chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.